Dừa tươi xin chào các bạn. Ấm siêu tóc là vật dụng không thể thiếu đối với mỗi gia đình vì sự tiện lợi của nó. Tuy nhiên, để lựa chọn cho mình được một chiếc ấm có chất lượng tốt mà giá cả hợp lý thì không phải là dễ dàng. Qua một thời gian tìm hiểu, hôm nay Dừa tươi xin giới thiệu với các bạn một chiếc ấm siêu tóc của Sunhao có mã là SHD1300. Vì sao mình lựa chọn nó mà không phải là một chiếc ấm nào khác? Sau đây mình xin nêu một số ưu điểm như sau. Thứ nhất, giá cả tương đối hợp lý, thời gian bảo hành lâu. Vấn đề thứ hai, kiểu dáng thiết kế sang trọng, chất liệu nhựa an toàn. Thân ấm có phần nhựa trong suốt, giúp xác định được dung lượng nước trong ấm, đồng thời có đèn báo độc đáo. Ưu điểm thứ ba là công suất ấm lớn 1850W giúp cho việc đun nước nhanh hơn. Một lát tiếp theo nữa mình sẽ thử nghiệm đun nước cho các bạn thấy. Một ưu điểm tiếp theo nữa là ở vòi nước ra có màng lọc nước giúp lọc cặn bã trong ấm. Tuy nhiên nó cũng có một số nhược điểm như sau. Dây điện ngắn vào khoảng 0,8m thôi, không được dài lắm. Tiếp theo nữa là vật liệu nhựa màu trắng dễ bám bẩn. Sau đây là phần thử nghiệm nấu 0,7 lít nước. Thì từ lúc bật công tắc đến lúc sôi và chỉ đúng 2 phút thôi. Thời gian rất là nhanh nha các bạn. Vừa rồi là phần chia sẻ của mình về chiếc ấm Sunhao SHD1300. Mình rất mong các bạn sẽ có được một sự lựa chọn hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Tạm biệt.